Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình tiếp tục cái con game bắn tỉa nha anh em. Trời ơi, đúng như một số bạn đã cảnh báo mình rồi, cái căn cứ đợt này của địch khó vãi chưởng anh em ạ. Làm sao để mình đi qua mà không bị phát hiện đây? Một bé nè. À, cái nỏ mình bắn tới thằng này không ta? Khó rồi anh em ơi. À, mình mới đổi qua cái súng nhắm khác nè. Mình không biết là cái chế độ silent của con này, silent của thằng này nó có êm không nữa. Mình chưa dám bắn luôn nè. Mình cũng thay đổi cái lớp skin luôn rồi. Hai thằng kia. Ui sao lại đi vô đấy? Trời ơi, đi đi chỗ khác đi trời. Đi chỗ khác đi, quay lại đi. Nếu mà nó quay lại là mình sẽ qua đây mình giết thằng này nè. Quay lại đi, đi đi, xin mày tụi mày luôn á, đi đi. Đi đi trời ơi. Em đang nỉ mấy anh luôn mấy anh ơi, mấy anh đi đi giùm em cái. À quên, mình có cái này mà. Đó, lại đó coi có chuyện gì đi. Một thằng đi đi, trời ơi. Đó. Ủa kìa. Ui sao nó lại thấy được nhờ. À thua rồi anh em ạ. Trời ơi, tức quá. Làm sao là để bị phát hiện chứ, trời ơi, tức quá anh em ơi. Không, anh em thông cảm đi, trong cái căn cứ này mình bắt buộc mình phải kiểu Rambo rồi. Thực sự rất là khó anh em ạ. Hai thằng. Qua thằng kia luôn, trúng luôn, trúng luôn. Trời ơi, định mệnh không trúng được, tức quá. Ở thằng kia. Đảo ghê vậy. Ui, cái định mệnh nó sượt. À, chầu bắn lầu cũng chết anh em ạ. Thua rồi, thua. À, toàn thật sự luôn anh em ơi. Hên quá. Ai. À, khó thật sự luôn á. Mình phải công nhận là cái nhiệm vụ lần này nó ở dưới cái hầm nó khó quá anh em ạ. Anh em biết không, khi mà ở trong một cái môi trường mà nó như vậy nè, khi mà mình bắn súng nhắm á, nó sẽ có tiếng vang. Cho nên là bọn này nó phát hiện được. Game này nó làm khá là thực tế luôn. Mình chịu rồi. Thôi thì mình sẽ chơi theo cái kiểu ấy thôi. Đây là cái súng VSS cho nên là mình bắn được liên tiếp luôn nha, chứ mình không cần bắn một viên lên đạn như những cái súng trường khác nha anh em. À, toàn thật sự rồi. Căng quá. Đó anh em thấy không? Cứ thế mà mình bắn thôi.
Mày không chết đi. Gì vậy? Đây nè, mình sẽ review cái nỏ cho anh em xem. Bay chính xác luôn. Ồ, hơi lát cái khúc này nha. Thằng này trâu lắm anh em ạ. Trâu với chúng tôi hả? Thằng quỷ này nữa. Mày thích dòm không? Mày thích dòm không? Dòm với chúng tôi nè, dòm. Lú đạn anh em ơi. Thì cái nhiệm vụ này mình đã đổi súng rồi nha anh em. Đổi súng, đổi skin luôn. Cái lục này của mình cũng có hai chế độ bắn luôn nha. Đấy, bây giờ tha hồ mình lút xác nè. Đây là cái thang máy của bọn nó đúng không? Ok, ê. Trời, mém chết. Để coi thằng đó bây giờ đang ở tầng mấy ta. Quay cái liền chứ quay. Mình mà ức chế là mình bắn hết. Ui, camera nhiều lắm anh em ạ. Định mệnh. Đây là cái thang máy nè. Có 4 tầng tất cả nè. 0, 1, 3 với 4 nè. Cái thằng này đang ở tầng trên nè. Còn cái nhiệm vụ này là mình đang ở dưới. À, mình đi xuống dưới trước nha. Control. Why do we need Hellstrom's keycard? Other personnel must have access too. Affirmative. Any of the critical staff could give you access to the server room. Ôi, cái tầng 4 nó bị khóa rồi anh em ạ, nó không cho mình đi. Bắt buộc mình phải đi tầng 3 rồi. So get the card. Roger that. Mình sẽ đi tầng 1 để mình kiếm bên kia. Ôi, mình phải công nhận cái mục tiêu cuối cùng này khó quá. Ủa sao nó không đi? À, mình phải có cái khay mình mới đi được. Ok, nó không cho mình đi kìa. Kỳ vậy ta. Sao vậy? Ôi, B1 nó không cho mình đi xuống B3, B4 anh em ạ. Rồi, kiểu này lên nó bắn mình chết. Mình thấy rồi kìa. Đệt, bọn này quá trời đông luôn. Ôi, chưa gì mình bị cái thằng bắn tỉa nó phát hiện rồi kìa, mình không biết nó đâu luôn á. Đùa chứ mấy anh. Ép người quá đáng vậy. Hai cái thằng bắn tỉa đâu mà nó cứ phát hiện ra mình hoài luôn kìa. Đấy anh em thông cảm đi cho anh em thấy không? Những cái pha này làm sao mà mình bắn kiểu như sniper được. Khó lắm. Mình phải kiếm cho ra được cái thằng bắn tỉa mới được. Đâu nhỉ?
Đây rồi. Bây giờ mình bắn nó là bị phát hiện chết luôn. Ờ, thằng kia đi rồi, mừng quá. Ô, bây giờ bị phát hiện mình cũng chịu thôi à, chứ nó kê mình rồi. Bắn ngay cái nòng nhắm cho nó, cho nên em xem nè. Đấy, biết ngay mà. Base, we have eyes on hostile. Ready to engage. Over. Lima 1-4. Contrain. Contrain. Shots fired. Clear. Base, we have eyes on hostile. Ready to engage. Over. Copy. Initiating rig. Roger. Fire at will. Vãi cái khó luôn đó. Không phải khó thường đâu mà phải nói là cực kỳ khó luôn. Cái nào bị bắn tỉa nó cứ kê mình hoài luôn, sao mình chơi trời. Khó quá, khó quá. HQ is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. Roger. Maintain cover and search for hostile. À, được, được. Thích trao đổi chiêu thức à cưng. Này thì trao đổi chiêu thức nè. Ghê vậy trời. Victor 3 to base. We have enemy contact. Over. Roger. Fire and sight. Out. Không thể nào gọi là chờ bắn theo kiểu sniper được anh em ạ. Khó quá, khó quá. Lại là cái camera. Hình như mình có chế độ bật đèn. Giờ làm sao để mình đi xuống đó đây ta? Ồ, có vụ này luôn, giờ mình mới biết luôn á.
Mình ngắt đầu luôn. Primary target is down. Do you have his keycard? Keycard acquired. Excellent. Now make your way to the mainframe. Use the elevator and go to B4. Ghê thiệt. Chạy hộ. Ủa sao cái xác thằng này nó bắt mình làm gì nữa vậy ta? Phải không trúng à? Nói nhiều quá cái định mà nó thiệt. Đó, mình đang sắp mặt ở đây mà nó cứ nói cái bíp gì anh em. Chạy à. Chạy nó đi. Cái chỗ này mình làm gì mà nó cứ hiển thị lên hoài vậy? Thường là mình nhớ là mình phải lại mình giờ mình phải đi xuống cái thang máy. Thang máy đâu? Thang máy đang đứng ở tầng nào nhờ? Tầng trên. Oh yeah, tầng trên. Bây giờ mình phải quay lại cái thang máy kìa anh em. Để mình đi xuống dưới tầng dưới. Đây thang máy đây. Trời ơi, mình phải công nhận là cái cuối cùng này nó khó vãi cái chưởng luôn anh em ạ. Khoai thật sự luôn ấy. Trong cái chỗ này khi mà bắn súng á, cho dù có silent hay cái gì chăng nữa thì nó cũng vẫn tạo ra cái tiếng vang anh em, cho nên là rất là khó mà để mình kiểu bắn tỉa. Bây giờ mình sẽ đi xuống tới tầng cuối cùng luôn nha. Buồn làm gì phóng vi tiêu chơi. Control, this is Raven. I have eyes on the main. Gì vậy?
Oh man. Control, this is Raven. I've reached the mainframe. Tread carefully. Ôi, hai thật sự luôn. Ở đây nè, đây nè. Can you see the access terminal? Not sure. Wait. Eo ơi, đông thế. Cái chỗ này làm sao mà bắn tỉa được đúng không anh em, mà chỉ còn nước là đi cận chiến thôi hả, à. Khó lắm. Cái này mà bắn một cái là nghe liền. Không được, bắn không được đâu anh em ơi. Dưới này nó hơi tối, có gì em thông cảm nha, trời ơi, khó nhìn quá. Mấy thanh niên này mình phải phi tan xác hết anh em ơi. Nguy hiểm. Ủa, ném không lọt qua được ta. Raven, have you located the access terminal? Raj. Then let's get this done. No sign of any exceptional skill as well. Thêm một thằng nữa. Thì trên đây cũng có một thằng đang đứng nè. Làm như tối quá, không thấy mình hay sao á. To introduce the virus. Doing it now. Okay, that's not good. Raven, give me a sit rep. The system is down, but I've tried. Rồi bị phát hiện luôn rồi, vãi lúa. The facility has gone into lockdown. Chuẩn bị chiến thôi. Control, I'm locked in, and tangos are flooding the room. I need options. Wait, over. Come on, it's getting hot in here. Rồi nó phát hiện ra mình rồi. Chief Nakamura can reset the alarms. Get her key card. How do I find her? Scan the hostiles. Copy that. À, đồ này lì. Lì với mình, lì với mình. Thằng nào lên nữa? Mày lên đây. Sao lại có giọng của con gái đây nữa vậy? HQ, we have eyes on Tango, clear? Roger that. Flank and suppress. Out. Ở
Nakamura. You need her key card to lift the lockdown. Thích solo súng nhắm không? Này thì solo súng nhắm với mình giết hết. Enemy contact in sector 40. Clear. À, trong này có con thằng. Copy. Report when Tango is down. Out. Hết chưa vậy? Thằng quỷ này là khó chơi nhất nè. Hai bé luôn. I have not got this key card. Mình lấy được cái khay rồi kìa. Thôi giờ mình đi đây. Let's see. Raven out. Báo động gì nữa, bây giờ mình lên tầng trên cùng luôn nha. Alright, it's done. The lockdown has been lifted. Time to exfil, fast. Ở đây hình như nó bị lỗi cái phi tiêu hay sao nè anh em nhìn nè. Ủa sao hết nhảy rồi ta? Hồi nãy nó nhảy tưng buồn cười lắm kìa. Bây giờ mình lên trên cái tầng trên cùng là mình thoát ra khỏi đây luôn á. Căn cứ phải nói là quá khủng khiếp. Trời ơi, nó sâu, nó to. Phải công nhận luôn á, bọn này sao nó giàu thế nhờ. Cái súng này nhìn khá đẹp. Giống như đây là cái súng cưa rồng ở trong búp luôn đúng không ta? Đó anh em thấy không? Trong đây khi mà bắn á, cái tiếng súng nó vang to lắm. Yeah yeah yeah, come on yeah. Đó, bây giờ mình thoát ra nè. Định mệnh nhà mày. Này nè, nè nè. Này thì bắn tỉa. Bất ngờ chưa? Còn thằng bắn tỉa nào đâu nữa không ta? Ôi trời ơi, bạn ơi. Chín mươi ba mét, trời ơi, một cái ốc ngay con mắt luôn. Ơi, hình như mình lên đây mình trả nhiệm vụ được nè, mình không cần phải bắn tụi nó đâu nhỉ. Ờ, hợp lý nè. Có kiểu như là anh em thích thì anh em bắn thôi, còn không là anh em trả này là anh em sẽ xong cái nhiệm vụ nè. Ồ, cũng easy gớm chứ nhầy. Để mình kiếm lính mình bắn cho vui chứ. Không, cái chỗ này, cái tập trước mình đã lia rồi, nhưng mà như lúc đầu mình nói anh em, cái kiểu như là cái con game này nó có auto sell á, nó không cho mình sell tay. Cho nên là mình, khi mà mình chơi lấy khúc này nè, thì mình vô thẳng cái mục tiêu luôn. Còn bên ngoài này thì giống như là mình chưa có lia vậy á. Cho nên là cái chỗ này bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ nha, coi như là mình xong cái hợp đồng rồi đó. Xong, nó hoàn thành cái hợp đồng thứ hai rồi. Trời ơi luôn. Ok,
Coi như là mình đã hoàn thành xong thêm một cái hợp đồng đó rồi nha anh em. Bye bye anh em nha, ngày mai mình sẽ làm tiếp cái hợp đồng tiếp theo.